Con đường ma mạnh nhất trong nghĩa trang. Một người đàn ông đã quay trở lại nghĩa trang rùng rợn mà nhiều người đã thấy một số sự hiện ra đáng sợ. Trong đêm hôm trước, anh ta đã trông thấy một bà cụ đang ngồi một mình trong nghĩa trang. Nhưng anh ta đến gần và hỏi thì bà ấy chỉ quay đi và không thèm trả lời. Anh ta không biết bà ấy là ai và ở trong nghĩa trang một mình chỉ ở đó để làm gì vào ban đêm. Nhiều người cho rằng đó là một bóng ma và yêu cầu anh ta quay trở lại nghĩa trang đó. Và một đêm muộn, anh ta tiếp tục đi đến nghĩa trang đáng sợ một lần nữa. Anh ta tìm đường đi đến cùng chỗ mà anh ta đã gặp người bà lớn tuổi trong đêm trước. Và mọi thứ ngay lập tức bắt đầu đáng sợ. Okay, I'm not gonna lie, that's creepy. That thing just started moving. And there is no wind. I wish I had a flag to show you. What the fuck? There's no wind. Look at the leaves. Anh ta tìm thấy một đôi dép thường để đi trong nhà có họa tiết da báo bị bỏ rơi ở đúng vị trí mà người bà lớn tuổi đã ngồi đúng chỗ đó trong đêm trước. Và thậm chí anh ta thấy một cái chậu bằng nhựa đột nhiên bắt đầu di chuyển và chỉ ra rằng ở đó không có gió, lá cây không hề lay động. Một nơi đang rất yên tĩnh. Rồi anh ta chuyển hướng đến một con đường đất nhỏ ngay phía sau nghĩa trang. Con đường được mệnh danh là con đường đáng sợ nhất và không có ai dám đi qua con đường đó vào ban đêm. Một con đường ảm đạm, tối đen như mực. Sau khi nghe thấy tiếng động không rõ nguyên nhân, anh ta sử dụng thêm máy ảnh nhiệt nhìn ban đêm thì mọi thứ trở nên ớn lạnh đến tận xương tủy. I just got movement. Here. Ouch. Holy, I actually have somebody there. Hello? I legitimately just had somebody. Or like a dark shadow. Anh ta nghe thấy chuyển động phát ra từ một nơi nào đó trên con đường đáng sợ. Khi anh ta hướng máy ảnh nhật về phía âm thanh thì anh ta nhìn thấy một bóng đen đang đứng ở giữa đường vì nó dường như không tỏa ra bất kỳ thân nhiệt trên hình ảnh, giống như thân nhiệt của cái bóng là không có. Thậm chí còn đáng sợ hơn, hình như càng lúc càng gần anh ta. Nhưng khi ánh đèn pin chiếu soi khắp con đường thì không có ai ở đó, không có gì xung quanh. Nhưng ở trên máy ảnh thì rõ ràng một cái bóng không có thân nhật đang đứng ở giữa đường di chuyển đến gần anh ta. Rồi anh ta quay lại máy ảnh nhật thì hình bóng đó giờ đã biến mất. Anh ta gọi vào cái hình bóng đó nhưng không ai trả lời, không thấy động tĩnh gì. Bắt đầu cảm thấy sởn gai ốc nổi da gà. Anh ta nhanh chóng đi ra khỏi nghĩa trang đáng sợ ngay trong đêm. Vậy bạn nghĩ cái hình bóng tối bí ẩn xuất hiện trên đường không có thân nhiệt đó có phải là ma? Gặp ma không ai kịp trở tay. Một người đàn ông ở rất xa đã đi đến ngôi nhà bỏ hoang trong một dãy núi cô đơn. Một ngôi làng trên núi bị bỏ rơi mà người dân địa phương cho rằng từ trước đây một cái gì đó kỳ lạ đã xuất hiện trên bầu trời không giải thích được.
Một số người đã gọi đó là một điểm báo giống như một điểm gõ. Kể từ khi sự cố rùng rợn thì người dân địa phương đã không ngừng trải qua nhiều hiện tượng không thể giải thích được trong nhà của họ. Mọi người cho biết rằng như bị theo dõi và không thể ngủ được, vì bất cứ khi nào mà mọi người nghỉ ngơi thì họ sẽ có cảm giác rất kỳ quặc của những con giun đang bò trên chân của mình. Mọi thứ đã trở nên dữ dội đến mức hầu như tất cả dân làng quyết định rời khỏi nhà, bỏ đi nơi khác, và một ngôi làng bị bỏ rơi kể từ đó. Rồi một đêm tối âm u định mệnh, anh ta tìm đường đi đến ngôi làng đó. Anh ta và trợ lý của mình phát hiện ra rằng nhiều ngôi nhà đang bắt đầu phân hủy, và phát hiện ra rằng bất cứ ai đã từng sống ở đó đã bỏ đi một cách vội vàng. Mọi thứ hầu như vẫn còn nguyên vẹn trong ngôi nhà, thậm chí những bức tranh vẫn còn ở đó. Rất nhiều đồ đạc và những bức ảnh gia đình cũng bị bỏ lại rải rác khắp nơi, giống như những người dân đã rời đi một cách vội vã, đến nỗi họ thậm chí không có thời gian để đóng gói những vật kỷ niệm quý giá của gia đình. Bây giờ khoảng 3 giờ sáng, ông ấy quyết định nằm xuống một chút để nghỉ ngơi vì đi đường cũng đã mệt. Nhưng khi vừa mới nằm xuống thì một tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra. Você está gastando dinheiro nas baterias? Bật dậy và gọi người bạn của mình, cả hai nghe thấy âm thanh rất rùng rợn từ trong một cái tủ quần áo. Họ phát hiện ra rằng đó là một chiếc đài, nhưng nó không được cắm vào bất kỳ nguồn điện, chỉ là một chiếc đài cổ, thậm chí không có chỗ để lắp pin. Cả hai cố gắng tập trung tất cả các dây thần kinh, lấy lại lòng can đảm để nghỉ ngơi một chút nữa, chờ cho đến khi trời sáng. Nhưng chỉ được 30 phút sau đó, mọi thứ trở lên ớn lạnh đến tận ngôi nhà run rẩy. Antonio, τι γίνεται? Τι έγινε, ρε? Μη φοβάσαι. Περίμενε, περίμενε. Μη φοβάσαι. Τι να λοιπόν, πάμε έξω, πάμε έξω. Περίμενε, περίμενε. Ρε, πάμε έξω, πάμε έξω. Τώρα λίγο μου, πάμε έξω. Cả ba chiếc máy ảnh đều chứng kiến toàn bộ ngôi nhà bắt đầu rung chuyển, những bức ảnh gia đình bay lên không trung và một chiếc ghế bị lém băng qua trong một căn phòng của ngôi nhà. Cả hai kinh hãi chạy ra ngoài một cách tuyệt vọng, không kịp mang theo máy ảnh hay bất cứ thứ gì trong ngôi nhà. Vậy bạn nghĩ ngôi nhà có đang bị ma ám mạnh lắm không? Liệu rằng bạn hay những người dân ở đó có thể kịp mang theo bất cứ thứ gì trong ngôi nhà đó được không? Cô gái thực hiện nghi lễ đuổi ma 3 giờ sáng. Một cô gái đã cáo buộc rằng cô ấy đang bị một bóng ma theo cô ấy kể từ khi cô chuyển đến một ngôi nhà mới mua, mà trước đó ngôi nhà đã bị bỏ hoang vì chủ của ngôi nhà không biết vì lý do gì mà cả gia đình đã chuyển đi một nơi khác, và ngôi nhà vừa mới được bán lại cho cô ấy với một mức giá rất rẻ trên thị trấn. Nhưng sau khi cô ấy đến ở ngôi nhà đó thì rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Nhiều đêm nghe thấy tiếng động, chợt tỉnh giấc thì không thấy có ai. Và một đêm tối định mệnh, cô gái quyết định thử một nghi lễ để có thể xua đuổi bất cứ bóng ma đang trú ngụ trong ngôi nhà. Cô gái dùng những cây nến xếp thành hình trên một cái bàn và một số đồ cúng. Nhưng sau khi cô ấy đọc xong lời cầu nguyện trong nghi lễ thì bắt đầu nghe thấy tiếng động. Cô gái hốt hoảng nhìn khắp xung quanh, và đó là khi mọi thứ trở lên ớn lạnh đến tận xương tủy. Không biết nó là đớn mà mình nói ra.
Devo no! Một chiếc cốc đang úp trên thành của một bức tường thấp đã tự dưng rơi xuống, vỡ ra. Cô gái quay xuống mảnh vỡ cốc thì nghe thấy nhiều tiếng động, rồi nhìn khắp xung quanh. Cô gái đang nghi ngờ, nhìn vào cánh tủ thì bất ngờ cánh tủ mở mạnh. Khi cô gái không còn giữ được bình tĩnh, cô ấy đang tìm đường đi ra thì một cái ghế nhựa tự lăn đùng ngã ngửa xuống sàn nhà. Cô gái bỏ chạy trong kinh hoàng, sợ hãi. Vậy bạn nghĩ có phải bất kỳ bóng ma trong ngôi nhà đang cảm thấy rất tức giận khi cô gái thực hiện nghi lễ xua đuổi tà ma trong ngôi nhà không? Ngôi nhà qua 6 đời chủ vẫn có ma. Một số những người đàn ông đang bắt đầu đi đến ngôi nhà bỏ hoang đáng sợ. Ngôi nhà có truyền thuyết ban đầu được xây dựng cách đây 150 năm bởi một thương nhân bông vải đã qua đời tại ngôi nhà năm 1889. Đến năm 1940 thì ngôi nhà là nơi ở của những bà mẹ không có con. Sau đó, ngôi nhà được bán để trở thành nhà chăm sóc cho người già và người tàn tật. Vào năm 2014, các báo cáo bắt đầu cho thấy tình trạng lạm dụng và điều kiện sống tồi tệ và cái chết bí ẩn của ít nhất 10 bệnh nhân lớn tuổi trong nhà. Cuối cùng, ngôi nhà bị đóng cửa vào năm 2015. Vì những lý do đó, nhiều người cho rằng ngôi nhà đã bị ma ám rất mạnh mẽ. Ngay khi vào trong ngôi nhà, cả hai đi qua các căn phòng mục nát đang phân hủy. Tất cả mọi thứ dường như không thể sử dụng. Ngôi nhà đã bị bỏ rơi cũng đã được 6 năm. Ở tầng 1, hầu như không có gì đáng chú ý. Nhưng khi ông ấy chuẩn bị đi lên cầu thang, thì mọi thứ đã diễn ra hoàn toàn không được suôn sẻ. Wallpaper in here is like good quality wallpaper. I will say that. So, but yeah, you can see it goes up again. Hey, wait up. Hello? Somebody up there. Hello? I feel like there's somebody down there as well. Right, I'm going up. Khi đang ở đầu cầu thang, ông ấy nghe thấy có tiếng động như tiếng bước chân. Trong lúc ông ấy hướng lên phía trên cầu thang thì bạn có thể thấy một hình bóng trông giống như ai đó hoặc cái gì đang theo dõi họ. Một cái bóng đen mờ đang đứng ở trên cùng của cầu thang, rồi nó đi về phía bên trái của cầu thang. Ngay lập tức, cả hai đi lên cầu thang để tìm kiếm, nhưng họ không thể tìm thấy bất cứ ai hay cái gì đang ở trong đó. Và bạn có thể thấy rằng cái bóng đen đó đã đi vào một ngõ cụt, bởi vì đó là một bức tường chắn không có chỗ cho cái bóng có thể đi qua. Cái bóng rõ ràng đã đi về phía bên trái và nó chỉ dẫn đến một bức tường. Còn một cái cửa sổ ngay chỗ bức tường cầu thang đó thì nó rất nhỏ và bị che chắn. Bóng đen dường như chỉ đơn giản là biến mất trong không khí mỏng. Vậy đây có phải là bóng ma của một trong những bệnh nhân đã mất mạng trong ngôi nhà đó không? Vô tình trông thấy chị gái đã mất. Trong khi quay một đoạn ghi âm ngắn thì một bóng ma đáng sợ ở ngay phía sau cô gái. Một hình bóng đứng ở ngưỡng cửa đang theo dõi vào bên trong. Một khuôn mặt đen tối nhợt nhạt không cảm giác đang đứng bất động ở đó. Sau đó cô gái cho biết rằng đó là người chị của cô gái đã chết trong một tai nạn vài năm trước.
Bạn nghĩ rằng hình bóng đó có phải là người chị đã mất của cô gái về thăm nhà hay không? Và hình bóng ở giữa đường nghĩa trang trong đêm tối không hề có thân nhiệt. Khi anh ta soi sáng thì cái bóng đã biến mất, có phải là ma? Và cái bóng lao vào tường không có chỗ đi, có phải là ma? Tôi rất mong nhận được những lời nhận xét của bạn ở trong phần bình luận. Hãy đăng ký chia sẻ cùng với mọi người. Chân thành biết ơn bạn.